đi dọc theo sông Saint Laurent của Canada. Đây là chuyến du lịch độc đáo nhất và dài nhất của chúng tôi. Chúng tôi tự lái xe đi 2.600 cây số trong suốt 4 ngày. Các bạn muốn đi như vậy là chỉ khi nào các bạn còn trẻ hoặc tưởng mình còn trẻ. Khởi hành từ thành phố Montreal, sau khi đổ xăng đầy đủ cho xe, kể cả xăng cho người, thì chúng tôi, bốn anh em trong gia đình, bắt đầu khởi hành từ sáng sớm. Sông Saint-Laurent có hai tên khác nhau là Saint Lawrence River và Fleuve Saint-Laurent. Người Montreal nói tiếng Pháp nên họ gọi sông là Saint-Laurent. Người Pháp đầu tiên tìm ra con sông này năm 1534 là Jacques Cartier. Đây là một trong các con sông dài nhất thế giới, thông nước từ hồ Ontario của Ngũ Đại Hồ với Đại Tây Dương, Atlantic Ocean. Sông chảy qua các tỉnh Ontario và Quebec của Canada, có một đoạn sông là biên giới quốc tế của Ontario, Canada và tiểu bang New York của Hoa Kỳ, trước khi đổ vào vịnh Saint Lawrence. Sông Saint Lawrence là niềm hãnh diện và tự tin của Canada vì sông này đem lại không biết bao nhiêu là lợi ích cho đất nước này, từ ngư nghiệp, chăn nuôi và nhất là du lịch. Trong suốt chiều dài của dòng sông, chỗ nào cũng là chỗ du lịch thu hút hàng triệu du khách. Khi xe chạy khoảng 300 cây số thì chúng tôi dừng lại một chút cho xe nguội máy rồi tiếp tục đi. Trên đường đi chúng tôi chỉ dừng lại nghỉ đêm ở một quán trọ một lần thôi. Ăn tôm hùm, uống chút rượu mạnh, lấy sức để ngày mai đi tiếp. Đặc sản của Canada là tôm hùm nên không có gì thú vị bằng ăn tôm hùm, uống rượu ngắm bờ sông. Tuyệt diệu. Canada đất rộng, người thưa, cảnh vật thì chỗ nào cũng rất thơ mộng. Hết bãi cỏ tới dòng sông, hết sông tới suối, qua đồi, bò lang thang ngậm cỏ, chim bay vút trời xanh, cảnh thiên nhiên hòa lẫn cảnh nhân tạo, những cánh quạt khổng lồ của các nhà máy điện quay vùng vụt. Đường còn xa vì chúng tôi phải qua thành phố Trois-Rivières, thành phố Quebec, và điểm chót là Gaspésie. Gaspé hay Gaspésie là một thành phố ở đầu trên bán đảo Gaspé, Gaspé Peninsula. Du lịch là nguồn kinh tế quan trọng ở nơi đây. Công viên quốc gia Forillon National Park thu hút rất nhiều du khách. Ngoài ra câu cá, salmon nơi đây rất lý tưởng. Sau gần 2 ngày lái xe qua hơn 1.500 cây số, chúng tôi tới Gaspésie. Sau khi lấy phòng 2 đêm, chúng tôi ra bờ biển để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và ăn cá salmon. Gaspésie tuyệt đẹp. Khung cảnh hấp dẫn du khách nhất ở đây là Perché Roc, tiếng Pháp là Rocher Perché, và bên cạnh là đảo Bonaventure Island. Cả hai nơi kết hợp thành Bonaventure Island, Perché Roc National Park. Perché Roc là một tường thành sừng sững giữa biển, có một lỗ hổng tròn như một con mắt. Bức tường này dài 433 thước, tương đương với 1.421 feet, cao 88 thước, tương đương với 289 feet, và rộng 90 thước, tương đương với 300 feet. Perché Roc cũng có một lịch sử ly kỳ, là khi lần đầu tiên khám phá bởi Jacques Cartier, thì nó có hai bức tường vòng cung nhỏ ở hai bên. Bây giờ, với thời gian, một bên biến mất nên còn lại một. Perché Roc và đảo Bonaventure cũng là nơi sinh sản của vô số chim như Snowy Gannets, Silvery Gulls, Black Cormorants và các loài khác. Các con chim này
thật tài tình. Chỉ hạ cánh xuống thì lúc bay lên đã có một con cá trong miệng. Con chim Black Cormorant, tức là con chim đen, được sinh sản ở đây là một điều thật may mắn cho chúng. Vì theo chúng tôi biết, trong một chuyến du lịch một nước khác, người ta dùng Cormorant để bắt cá bằng cách cột cổ nó lại để nó có thể thở nhưng không nuốt cá được. Kế tiếp, người ta thả nó xuống nước để nó bắt cá và ngậm trong miệng. Con chim này đã được huấn luyện nên khi nó có cá trong miệng rồi thì nó bay trở lên thuyền. Người ta sẽ lấy con cá của nó rồi lại thả chim xuống nước trở lại cho nó bắt cá. Cứ thế, con chim là một dụng cụ bắt cá tài tình. Tôi không biết là ở xứ đó người ta bây giờ còn làm như vậy hay không, vì chuyện này tôi được xem cũng lâu lắm rồi. Nhưng nếu so sánh con Cormorant ở đây và con Cormorant ở vùng tôi biết lúc trước, thì tôi nghĩ là những con chim ở vùng biển Canada này chắc kiếp trước nó có tu. Bận trở về, chúng tôi không theo đường cũ mà đến thăm một nơi núi lửa đã nguội rồi. Khi núi lửa đang phun thì các nham thạch bị đun nóng cả ngàn độ. Nó sôi sùng sục và bắn ra như những bong bóng. Khi các bong bóng bị vùi trong cát và nước, nó sẽ đặt lại và hóa thành những bong bóng đá. Các bong bóng đá này được bán ở các tiệm, đó là những loại rất đẹp. Khi chúng tôi đến vùng này thì phải mua vé để được đào đất tìm bong bóng đá. Chúng tôi thấy có rất nhiều người đang đào đất bằng tay. Khi họ đào được cái nào thì đem ra văn phòng, họ sẽ cưa hai ra cho mình. Máy cưa thật bén nên mặt cắt láng bóng. Ai cũng ráng đào thật nhanh, hy vọng tìm được một bong bóng đẹp. Chúng tôi tìm được 5-6 bong bóng, nhưng chỉ đẹp ngần này thôi. Nhìn kỹ cũng thấy dần dần hình cấu trúc của khoáng chất. Như vậy cũng hay lắm rồi, còn hơn nhiều người có bong bóng cắt ra, thấy trắng bóc, không có vân nào của khoáng chất. Chúng tôi trở về Montreal sau chuyến du ngoạn 4 ngày, ôm các bong bóng đá như những chiến lợi phẩm. Cảm ơn hai tài xế hoàn tất 2.600 cây số đường dài một cách hoàn hảo.